Tất cả các thầy cô, ban giám khảo, cha mẹ phụ huynh và các bạn học sinh cũng đã có mặt tại hội trường khách sạn Long Anh và người chào trân trọng nhất. Thank you.
bàn này cô có thể bóc luôn không ạ? Liệu có phải là một bức tranh đại cô Huệ không ạ? Ôi. Chương trình đã dành cho em một chút thời gian ngắn ngủi để em cùng chia sẻ